các nhà thầu đã căng bó cáp dây văn cuối cùng tại dự án cầu Mỹ Thuận 2. Cầu Mỹ Thuận 2 được bố trí 128 bó cáp dây văn tại các trụ chính của cầu. Việc thi công bó cáp dây văn cuối cùng là khâu khó khăn nhất, với số lượng cáp nhiều nhất và chiều dài lực căng là lớn nhất. Tất cả các thiết bị công nghệ thi công đều là ngoại nhập, được thí nghiệm và phải đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào thi công. Sau khi căng kéo xong bó cuối cùng, hai nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính sẽ thi công hai đốt dầm cuối cùng và dự kiến hợp long trong tháng 10 năm 2023. Hiện tổng sản lượng xây lắp thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 đạt khoảng 93% giá trị hợp đồng. Dự kiến vào giữa tháng 10 năm 2023, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ tiến hành hợp long nhịp chính. Các nhà thầu phấn đấu hoàn thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 vào cuối năm 2023.